hình thức dấu tắt các bạn, chúng ta có 3 loại hình thức dấu tắt. Thứ nhất là revisa, tức là dấu lặp lại một đoạn. Revisa thường đi kèm với vector 1 và 2. Chúng ta thấy là dấu lặp lại thì nó có một lần đậm, một lần lợt, hai chấm và đoạn 1, đoạn 2. Chúng ta sẽ minh họa trên trên bài nhạc. Đó là bài Hoa Sứ Nhà Nàng ha. Còn dấu hoa, dấu sắc nhô tức là báo hiệu lặp lại toàn bài hay là từ chỗ có dấu này. Đó là dấu sắc nhô, tức là chữ S có gạch xong hai chấm cái bên nha các bạn. Đây là thiếu 100, cái này là thầy đã viết thiếu 100. Rồi, dấu coda. Dấu coda là giấy nhảy đoạn để chấm dứt bài nhạc. Đây thường thường là dấu tắt đó các bạn. Để khi ta gặp coda, ta sẽ nhảy từ cái dấu coda này sang cái bài nhạc. Các bạn lưu ý là trong bài nhạc thì cái ưu tiên đầu sẽ đánh cho dấu lặp lại, sau đó tới dấu hoàng và ưu tiên 3 tức là dấu coda. Chẳng hạn như trong bài nhạc này chúng ta thấy đây, cái chỗ này thấy không, tức là chúng ta thấy rằng là đây là dấu lặp lại, ta đánh tới đây, chúng ta thấy cái dấu chúng ta thấy rằng là đây là số 1. Chúng ta lưu ý là chúng ta gặp cái dấu lặp lại đây nữa, chúng ta sẽ quay lại từ đầu, ta đánh hết bài này, sau đó chúng ta sẽ đánh số 1, ta nhảy cái 1 đi các bạn. Ta qua cái phần kế tiếp là dấu 2, ta đánh hết cái bài này, ta hết cái bài này đến khi nào ta gặp cái dấu hoàng các bạn. Các bạn sẽ trở lại dấu hoàng ở đây nè, tôi mới về thêm vô. Mà khi đánh dấu hoàng thứ hai các bạn sẽ lưu ý là chúng ta đánh tới cái dấu coda này, sau đó chúng ta nhảy từ coda này tới cái coda này để ta chấm dứt bài nhạc. Cái lưu ý cái đó. Chúng ta thấy là trong bài nhạc này, chúng ta thấy là đây là dấu lặp lại các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh cái bài này đến cái chỗ nào mà chúng ta có thấy dấu lặp lại đây này, và chúng ta sẽ quay lại từ đầu. Quay lại đầu các bạn điện tấu tiếp đến khi nào chúng ta gặp số 1 này chúng ta bỏ đi các bạn. Chúng ta nhảy qua cái số 2, nhảy số 2 rồi sẽ chúng ta điện tấu luôn các bạn. Như vậy thì nó tốt hơn. Số chỉ nhịp và các loại nhịp thông dụng các bạn. Phân số chỉ nhịp, có thấy là nhịp C hay là 44 cho biết mỗi ô nhịp có 4 phách. Chữ C có nghĩa là common các bạn, hay tương đương với 4 nốt đen. Nhịp 44 thường là điệu cha cha cha, tango, soul, disco rất thông dụng phổ biến, silo đó các bạn. Thì trong nhịp 44 chúng ta thấy nó có sẽ có 4 phách. Phách đầu là phách mạnh, phách thứ nhì là phách yếu, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách tư là phách yếu. Trong nhịp 24 mỗi nhịp có 2 phách hay là tương đương với hai đen, thường là điệu hành khúc vân vân. Nhịp đi rap slow rock các bạn thấy là nhịp đầu là nhịp phách mạnh, phách thứ sau là phách yếu. Như vậy thì ta chân chia phách mạnh phách yếu chi các bạn, phân chia phách mạnh phách yếu thì ta biết cái lưu ý cái vấn đề đặt hợp âm lên trên cái bản nhạc cho đúng. Thường thường là hợp âm trên nhịp 44 đặt trên cái nhịp 1 và nhịp 3 các bạn. Có nhiều cái nhịp của bài nhạc thì nó bolero chẳng hạn, ta đặt có một ô nhịp trong một hợp âm chỉ có một khuôn thôi ha. Rồi nhịp 34 có 3 phách hay bằng 3 đen, 3 nốt đen dùng trong các điệu van bassom. Các bạn lưu ý cái này, tức là mỗi nhịp có một phách thôi, người ta thường thường đặt hợp âm trong một ô nhịp đầu. Nhịp 68 có khả năng sử dụng 3 là nhịp điệu thứ nhất slow rock, thứ nhì là điệu van mà thứ ba là điệu hành khúc. Các bạn lưu ý. Bạn thân mến, sau đây là cái một số câu thần chú để chúng ta nhớ nốt nhạc mà tôi đã sử dụng. Nó trên dòng thì chúng ta đặt cái yêu nhớ là xòe bàn tay ta được phun nhạc đàn mi, dòng thứ nhất các bạn, dòng nhì nốt son, dòng nhì là nốt son ở đây, si 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 si, dòng ba khắc ký, dòng ba rê và phá trên dòng 4 5, ta thấy nốt rê nốt pha, nốt trong khe, ta hát phà là đô mi, bốn nốt trong khe, nhớ mãi nghe em, nhớ mãi không quên. Và khe đầu la khe hai, la khe hai là khe thứ hai, đô khe ba và mi khe tư. Chúng ta phải nhớ cái bài câu thần chú đó các bạn. Nghịch phách tức là khi nào mà cái nốt nó bắt đầu từ cái dấu lặng, tức là cái phần mạnh phần lên của các bạn. Thấy đây cái trong bài này chúng ta thấy có 4 phách, thì cái phách thứ tư á, phách thứ tư là dấu lặng, cái chân đạp xuống, và cái phách này để lên thì nó gọi là cái này là nghịch phách các bạn. Nghịch phách tại vì nó sẽ chia ra phần mạnh phần yếu các bạn thấy ở đây.
trong cái nhịp này thì đây là cái này là nhịp này là phách mạnh, phách thứ nhì là phách nhẹ, phách yếu, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách yếu. Và chúng ta lại chia ra phách mạnh là có phần xuống của nó, tức là phần mạnh của phách mạnh, phần lên này gọi là phần yếu của phách mạnh, rồi phần mạnh của phách yếu và phần yếu của phách yếu. Chúng ta sẽ chia ra như vậy thì chúng ta mới biết về đạo phách. Trong trường hợp này thì đây là trường hợp này là nghịch phách các bạn. Đây nghịch phách. Nghịch phách thì nó sẽ cái nó sẽ lên nghịch. Còn đạo phách, đạo phách tức là sự ngân dài từ phách mạnh sang phách nhẹ và ngược lại, thì chúng ta thấy rằng hình thức giống nối ngân dài sẽ nó tạo ra đạo phách các bạn. Như vậy các bạn lưu ý là trong một nó tròn này nó cũng là một tổ hợp của cái vấn đề là đạo phách, tức là nó các nó có nối với nhau. Từ nó trắng tới đi chúng ta đã có thấy đạo phách rồi. Thì trường hợp liên ba cũng vậy các bạn. Trong các trường hợp mà liên ba của cái bài Hoa Sứ Nhà Nàng, chúng ta thấy liên ba nốt đen nó cũng là hình thức của đạo pháp. Tại vì chúng ta sẽ diễn tấu là làm sao cho cái nốt này nổi lên. Ta nói là ta sẽ xứng âm là ngày đêm đêm người mùi hương mùi hoa sứ nhà nàng, thì chúng ta sẽ cái nốt sứ này sẽ nổi lên. Đó là nghịch pháp và đạo pháp các bạn. Trong trường hợp này thì là đạo pháp, chúng ta thấy rằng ngân dài từ ở đây qua. Còn cái bài nhạc này thì chúng ta thấy có phần lên này là nghịch phách. Thường thường nhạc lý căn bản chúng ta chỉ nắm nghịch phách, đạo phách vân vân. Nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Mới các bạn, hy vọng các bạn sẽ thành công.